Kính chào quý vị và các bạn đã đến với trang truyền hình thành phố phát trên sóng truyền hình Lào Cai. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ tập trung phản ánh về phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Lào Cai và phong trào thi đua xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị kiểu mẫu ở thành phố Lào Cai. Sau đây là nội dung chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, lực lượng vũ trang thành phố Lào Cai đã đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng trên tất cả các mặt công tác, qua đó xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo sự chuyển biến về sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đây là công việc quen thuộc của Đại úy Nguyễn Thị Thúy, nhân viên văn thư bảo mật, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lào Cai. Vốn làm công việc liên quan đến tài liệu, sự cẩn trọng luôn được chị ưu tiên đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, bản thân chị luôn nêu cao tinh thần của người chiến sĩ, hăng hái lập nhiều thành tích để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng do lực lượng vũ trang thành phố Lào Cai phát động. Để phong trào thực sự lan tỏa mạnh mẽ, Đảng ủy quân sự thành phố ra nghị quyết lãnh đạo tổ chức phát động, đăng ký thi đua và được cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang thành phố hưởng ứng. Qua đó đã xuất hiện thêm nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu như Thượng úy Hà Văn Dũng, nhân viên tài chính, nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trung tá Trần Văn Nam là tấm gương tiêu biểu trong công tác tham mưu tác chiến. Và Đại úy Nguyễn Thị Thúy, nhân vật chúng tôi vừa nhắc đến. Chị là tấm gương phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, được Thành ủy, Tỉnh ủy Lào Cai công nhận là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh. Từ những nhân tố điển hình của phong trào, kết hợp với xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với các đợt cao điểm chào mừng những ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm của tỉnh, thành phố, đã có tác dụng lan tỏa, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp. Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng các chỉ tiêu biện pháp thực hiện cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và địa phương. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác đảng, công tác chính trị, kết hợp với tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt tồn tại nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện, có trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ quân sự thành phố, các chi bộ trực thuộc đều đạt trong sạch vững mạnh, 100% cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành phố Lào Cai trong nhiều năm qua được đánh giá là địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với tỷ lệ hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Việc tổ chức giao quân huấn luyện hàng năm đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ. Lực lượng vũ trang thành phố cũng luôn kết hợp tốt công tác huấn luyện với thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, là lực lượng nòng cốt trong phong trào chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, lực lượng vũ trang thành phố cũng thực hiện tốt công tác dân vận, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ bằng nhiều hình thức, cách làm thiết thực, hiệu quả, như đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng doanh trại xanh sạch đẹp, bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt. Gắn huấn luyện với làm công tác dân vận, giúp các xã trong xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân vùng thiên tai lũ lụt ổn định đời sống, huy động hàng nghìn ngày công giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, giúp các trường học tu sửa trường lớp, cải tạo khuôn viên cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch đẹp. Trong quá trình thực hiện công tác dân vận cũng như là công tác huấn luyện thì hầu như là tất cả các đồng chí dân quân, các lực lượng dân quân thì đều thực hiện với cái tấm lòng rất là nhiệt tình và sôi nổi, hầu hết là anh em cho tham gia rất là đạt yêu cầu theo cái ý định của người chỉ huy đã giao nhiệm vụ. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương, như tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã đều đạt loại giỏi, diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố năm 2017 được đánh giá xếp loại giỏi. Thì trong cái giai đoạn từ 2012 đến nay thì làm tốt cái vai trò tham mưu cho đảng ủy chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua quyết thắng. Trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao thì là đã phát huy tốt, làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy chỉ huy trong huấn luyện giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ và cơ quan trên địa bàn. Thế hàng năm thì được các cấp tiến hành kiểm tra đánh giá đạt kết quả rất là cao. Thứ hai nữa là trên cái cương vị chức trách thì đặc biệt là hàng năm thì đã làm tốt cái vai trò tham mưu cho đảng ủy chỉ huy trên cái cương thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.
trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng hàng năm đối với lại ban chỉ huy quân sự thành phố đều được là bộ chỉ huy quân sự tỉnh và quân khu khen thưởng hàng năm đạt đơn vị quyết thắng. Với thành tích đã đạt được, ban chỉ huy quân sự thành phố được bộ tư lệnh quân khu 2 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng nhiều năm liền. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 5 tập thể, danh hiệu chiến sĩ tiên tiến cho 27 cá nhân. Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen cho 110 tập thể, 125 cá nhân. Phát huy truyền thống đơn vị thi đua quyết thắng nhiều năm liền, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống trung thành, tự lực, đoàn kết, quyết thắng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố trong tình hình mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về năm trật tự và văn minh đô thị năm 2017, Đảng ủy phường Kim Tân đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu. Qua thực hiện đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đem lại một diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp hơn cho khu vực đô thị trung tâm của thành phố. Ghi nhận về kết quả này tại tổ 52 phường Kim Tân. Những chiếc cổng chào đang được đầu tư xây dựng khang trang và hàng cây xanh vốn không thống nhất về chủng loại, dễ bị gãy đổ khi mưa bão của các hộ gia đình thay thế bằng loại cây mới. Đó là những đổi thay bước đầu ở tổ 52, khu phố Ngô Quyền, phường Kim Tân trong xây dựng tuyến phố văn minh, khu phố kiểu mẫu. Nó là điều mong muốn của gia đình có từ lâu rồi. Nói thẳng là như thế, về đây đã nhìn thấy cái quang cảnh ở đây như thế này. Thì là mình đã muốn là có cái chương trình này từ lâu. Nhưng riêng về gia đình này cũng như một số gia đình nữa ở cạnh mình chẳng hạn đấy là về cái mặt hành lang nền đường này đấy, thì mình muốn làm cái đá nó có chất lượng mà nó phù hợp với lại cái thị trường đấy nhất. Tổ 52 phường Kim Tân nằm cuối tuyến đường An Dương Vương chạy theo dọc sông Hồng. Tuyến đường được nhà nước đầu tư mở rộng vỉa hè, hành lang. Thực hiện nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai và theo chủ trương của thành phố xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, chi bộ Ngô Quyền 1, các hộ dân tổ 52 họp bàn thống nhất cải tạo tuyến phố, chỉnh trang đồng bộ tuyến phố. Ban đầu còn không ít khó khăn bởi điều kiện kinh tế của các hộ gia đình không đồng đều. Nhưng nhận thấy sự cần thiết, ưu điểm và lợi ích từ việc chỉnh trang, cải tạo này nên 100% số hộ gia đình đồng tình ủng hộ. Bước đầu, các hộ dân trong tổ thực hiện ngầm hóa điện nước, cắp quang, nạo vét cống rãnh thoát nước, chặt cây xanh, chuyển cột điện, trồng mới cây xanh. Hiện tại, mặt tiền tuyến phố đang được tập trung hoàn thiện, sau đó lát đá hành lang rộng 6,5m, chiều dài toàn tuyến là 250m, kinh phí được xã hội hóa, mỗi hộ khoảng 30 triệu đồng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Chủ trương mà để cho khu phố, để nó vừa xanh vừa sạch vừa đẹp nữa để cho thành phố, thì như là thứ nhất là cái phố này là cái phố nói chung là phố tương đối là điểm của thành phố. Thế thì theo chủ trương của như là trên ấy, thì nói chung là dân thì là người ta thấy là hợp tình hợp lý, thì là tôi là người dân ở trong xóm này thôi, như là nhà tôi đây mà, thì là tôi thấy nó hợp tình hợp lý thì tôi quyết tâm làm không phải đẹp cho mình mà đẹp là đẹp cho cả phố. Cũng được, như thế là Đảng ủy với Ủy ban phường xây dựng cái đề án là khuyến khích các tổ đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh, thì tôi cũng về với kết hợp với chi bộ họp, thì được cái nhất trong chi bộ thì cũng đồng tình cao, cho nên là chúng tôi mới xin ý kiến là họp dân. Sau khi vận động thì bà con thấy cái lợi, và cũng có cái như thế là bà con anh có những cái ủng hộ về vật chất chỉ là một chút ít thôi, còn cơ bản là tinh thần, cho nên là được cái là bà con là đồng tình ủng hộ rất là cao. Điểm nhấn quan trọng nhất của tuyến phố là xây dựng mặt tiền. Hạng mục này do Viện Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Lào Cai thiết kế. Sau khi hoàn thành, sẽ làm mặt tiền của tuyến phố này thay đổi hoàn toàn, đồng bộ hiện đại như các khu đô thị cao cấp, tạo nên diện mạo mới cho khu phố và cũng thuận lợi hơn cho các hộ dân nơi đây kinh doanh. Mới chỉnh trang đô thị thì năm nay chúng tôi chỉ đạo là duy trì 15 cái tuyến phố được công nhận năm
tuyến cầu mẫu năm 2016, và năm nay thì đã hoàn thành cái việc đề nghị thêm 20 tuyến phố nữa, và thành 35 tuyến phố trên hơn 60 tuyến phố nhánh nối của phường Kim Tân. Và tại cái tuyến chúng ta đang đứng ở đây là tuyến An Dương Vương thuộc tổ 52 phường Kim Tân là có 53 hộ, và hiện nay thì chúng tôi đang chỉ đạo là chỉnh trang toàn bộ cái mặt tiền của gia đình và các gia đình ở trong cái đoạn đường của An Dương Vương này. Nếu như tổng khai toán mà chúng tôi đang tính toán thì nó có khoảng gần 3 tỷ đồng. Đến cuối năm thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo và thực hiện cái việc mà cải tạo cây xanh ở cái tuyến phố An Dương Vương này. Thứ hai là trồng mới một số cái bồn hoa cây cảnh ở cái tuyến đường An Dương Vương cũng như một số tuyến khác ở trên địa bàn. Việc xây dựng đô thị văn minh khu phố kiểu mẫu ở tổ 52 không chỉ đơn thuần thay đổi về diện mạo đô thị, mà quan trọng là tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Đây là tiền đề để phường Kim Tân tiếp tục nhân rộng trên các tuyến phố trên địa bàn những năm tới. Trang truyền hình thành phố đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.